Và kính thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 37%. Theo số liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, thị phần giao dịch ngoại hối toàn cầu tại trung tâm tài chính London chỉ đạt 37% trong tháng 4 vừa qua, giảm so với con số 41% vào năm 2013. Mặc dù nước Anh vẫn tiếp tục duy trì là trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới, tuy nhiên sự thống trị này có thể sẽ dần dịch chuyển sang các trung tâm tài chính châu Á. Nếu tổng hợp số liệu của các thị trường Tokyo, Hồng Kông và Singapore, thì giao dịch ngoại hối đã tăng lên mức 21%, cao hơn tỷ lệ 15% so với cách đây 3 năm. Hiện tại, các thị trường châu Á như Hồng Kông và Singapore ngày càng khẳng định vị trí trở thành trung tâm tài chính của thế giới. Khu vực này đang cho thấy là nơi hưởng lợi nhiều nhất từ môi trường kinh tế bất ổn tại châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, trung tâm tài chính London cũng đang dần mất đi vị trí dẫn đầu của mình sau sự kiện người dân Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu-EU. Cũng theo BIS, Singapore đã vượt qua Nhật Bản để trở thành trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất châu Á và hiện chỉ đứng sau nước Anh.